Có những anh chị cũng bệnh lắm, không cả giơ được tay lên. Đau tay ha? Một tràng pháo tay cho các anh chị đi ạ. Bây giờ là không phải vỗ tay cho Tú, không phải vỗ tay cho cô Anh nữa, mà là vỗ tay cho các anh chị xem có vỗ được không. Mình bệnh quá nên là mình không có vỗ tay được các anh chị ạ. Chúng ta ấy, bệnh nặng quá, lúc nào cũng âu sầu ủ não, nên là cười còn khó, vỗ tay cũng khó, giơ tay còn khó hơn. Nên là Tú bảo các anh chị ơi, một tràng pháo tay là có anh chị cứ ngồi im mà, chả vỗ gì cả. Vỗ tay là con anh không xinh hơn, không béo hơn, không khỏe hơn đâu. Nhưng các anh chị lại xinh hơn, béo hơn và khỏe hơn đấy. Bởi vì mình khỏe mạnh hơn mà. Nên là thường xuyên vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cứ một tràng vỗ tay thì chúng ta sống lâu được 2 giây. Nên là vỗ mạnh mẽ lên các anh chị. Còn một tràng pháo tay cho chúng ta đi ạ.